Các bạn đã đến với kênh YouTube của mình và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một hộp chỉ nha khoa. Hộp chỉ nha khoa này của mình sẽ gồm có 50 chiếc ở bên trong trong một cái hộp nhỏ xinh xinh như thế này. Và các bạn biết rồi đấy, về thời xưa chúng ta hay xịa răng bằng tăm đúng không? Bây giờ thì công nghệ đã phát triển hơn và đã sản xuất ra một cái sản phẩm, đó là chỉ nha khoa. Cái chỉ nha khoa thì giúp cho chúng ta tránh cái tình trạng bị làm tổn thương lợi của chúng ta ấy. Một cái hộp như thế này sẽ gồm có 50 cái chỉ nha khoa như thế này. Một đầu của nó sẽ gồm có một cái sợi chỉ mà được ở bên y tế người ta công nhận là mềm mịn và không gây ảnh hưởng đến lợi và nướu của chúng ta. Một bên này sẽ có đầu nhọn để chúng ta có thể gỡ những cái thức ăn mà nó bám chặt ở trên răng ấy. Và cái dòng sản phẩm mà dùng bằng chỉ nha khoa thì sẽ giúp bảo vệ lợi của chúng ta, được tránh tình trạng bị viêm, bị ảnh hưởng khi chúng ta xỉa tăm á. Cái tăm của chúng ta rất là cứng, là bằng gỗ nên rất là cứng, và khi chúng ta xỉa vào thì chúng ta rất dễ làm tổn thương lợi và dễ bị viêm lợi. Và công nghệ thì đã hiện đại lên và chúng ta đã có thể có một cái chỉ nha khoa như thế này. Chúng ta sẽ đưa vào các kẽ răng của chúng ta, làm sạch sâu ở trong kẽ răng. Khi chúng ta dùng cái bàn chải á, đánh răng thì không bao giờ có thể sạch được trong các kẽ răng của chúng ta đâu, mà chúng ta cần phải có là một cái chỉ nha khoa như thế này, hay các cụ chúng ta thì hay xịa bằng tăm ấy, để làm sạch những cái thức ăn mà bám trong các kẽ răng. Và những bạn nào mà cái răng mà nó im, nó khít á, thì là rất rất khó để lấy sạch. Nhưng với cái sợi chỉ nha khoa như thế này rất bé và có thể là len lỏi vào các kẽ răng của chúng ta, giúp làm sạch các thức ăn mà vẫn còn bám ở trên trên các kẽ răng của chúng ta. Sản phẩm này rất là an toàn, được bộ y tế công nhận là an toàn cho việc làm sạch răng miệng của chúng ta. Và giá thành của sản phẩm này rất là rẻ. Một cái hộp như thế này chỉ có giá là 10.000 một hộp mà được tận 50 chiếc. Và chúng ta thì dùng thì khi mà trước khi đánh răng thì chúng ta nên dùng sản phẩm này trước, rồi sau đó chúng ta mới đánh răng, để cho răng và lợi của chúng ta được sạch sẽ, thơm tho hơn. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một hộp men bia tươi. Một hộp men bia tươi này của mình sẽ có công dụng là hỗ trợ giúp trẻ ăn ngon hơn và tăng cường sức đề kháng. Sản phẩm này sẽ dùng để thích hợp cho các trường hợp như là trẻ em bị gầy, suy dinh dưỡng, biếng ăn và trẻ mà cần tăng sức đề kháng thì chúng ta nên dùng cái sản phẩm này. Và một hộp này của mình sẽ gồm có 20 ống và một ống là 10 ml, được đóng trong một cái ống nhựa như thế này, rất là tiện lợi. Chúng ta có thể mang đi đâu, mang theo chúng ta đi du lịch vẫn có thể mang theo cho con, cho con uống cũng được, rất là ok. Tại vì với cái độ tiện dụng của nó rất là nhỏ gọn và các lượng thuốc ở trong này nó được chia rất là đều nhau, rất là cân bằng, nên chúng ta không phải ước lượng hay là giữ dòng siso mà để cho con ăn ngon thì mình hay phải rót, phải đo. Nhưng mà cái dòng sản phẩm bây giờ thiết kế ra ống nhựa này rất là tiện lợi, chúng ta chỉ cần xoáy ra và cho con uống. Và cách sử dụng sản phẩm đó là trẻ em từ 1 đến 6 tuổi thì ngày uống 1 ml, 10 ml một lần, tức là mỗi một ngày sẽ uống một ống như thế này. Người lớn và người từ 6 tuổi trở lên ngày uống 10 ml một lần trên 2 lần một ngày, tức là trẻ trên 6 tuổi thì chúng ta uống làm 2 ống như thế này trong một ngày, trong một lần và trong một ngày luôn. Bảo quản sản phẩm thì là nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và để tránh xa tầm tay trẻ em.
Và lưu ý ở đây là thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Và công dụng của sản phẩm là bổ sung các vitamin nhóm B, axit amin, erinin hỗ trợ ăn ngon, tăng cường sức đề kháng. Đối tượng sử dụng là trẻ em bị suy dinh dưỡng, biếng ăn, chậm lớn, còi xương, kém hấp thu và trẻ cần tăng sức đề kháng. Sản phẩm này của thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm là công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Công nghệ cao Việt Nam và Hoa Kỳ, địa chỉ số 2B ngõ 641 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và được sản xuất tại công ty dược phẩm quốc tế STV, địa chỉ lô đất số N29, khu công nghiệp Đồng Văn 2, địa chỉ Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.